học giả Lê Hữu Mục trong quyển sách Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký 1990. Ông đã đưa ra đầy đủ bằng chứng để kết luận tập thơ này ra đời dưới sự dàn dựng công phu của ban biên soạn thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Một bằng chứng hùng hồn nhất là hình bìa nguyên thủy của tập thơ chữ Hán in hình hai bàn tay bị xiềng nắm chặt lại đưa lên, phía trên đề ngày 29 tháng 8 năm 1932 đến 10 tháng 9 năm 1933. Nghĩa là tập thơ được sáng tác trong giai đoạn trên. Nhưng theo Cộng sản Việt Nam thì tập thơ được bác sáng tác từ 29 tháng 8 năm 1942 đến 10 tháng 9 năm 1943 trong giai đoạn bác bị bắt tại biên giới Trung Việt. Bị giam nhà tù của tưởng giới thạch qua nhiều trại từ tĩnh Tây, Thiên Bảo, Long Tuyền, Điền Đông, Quả Đức, Long An, Đồng Chính, Nam Ninh, Bào Hương, Lai Tân, Liễu Châu cứ như thế Hồ Chí Minh bị chuyển đi chuyển lại 30 nhà tù của 13 huyện tỉnh Quảng Tây. Ông Đặng Thay Mai với chức vụ Chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật được giao nhiệm vụ hiệu đính cuốn thơ trong thời gian năm 1959 đến năm 1960 đã bị đảng cho là có những câu hỏi lầm cầm. Ông đã đặt thác, mắc lên ban tuyên giáo để ban này đưa lên Hồ Chí Minh. Câu hỏi tại sao hình bìa cuốn thơ có ghi 29 tháng 8 năm 1932 đến 10 tháng 9 năm 1933 mà khi dịch ra thì phải sửa thành 29 tháng 8 năm 1942 đến 10 tháng 9 năm 1943? Hồ Chí Minh không trả lời gì cả, giữ mãi thái độ lặng im. Lại ve vuốt ông Mai và vội vàng thăng chức cho Đặng Thái Mai làm viện trưởng viện văn học, một chức vụ bao trùm mọi sinh hoạt văn học.